Sau khi đem tới ba thì con ai chạy tới chỗ cái cây nhanh nhất. Một, hai. Đấy đã, mấy bạn phải cho mình chơi chung hả? Sợ chạy thua mình hả? Được thôi, sợ bạn hả? Một, hai, ba. Yeah. Mình thi chạy đua với bạn nha. Hay bạn sợ mập quá chạy không nổi rồi chạy thua mình chứ gì? Nhỏ mập, tại bạn ăn gian thôi. Hay à, à. Nhỏ mập, đáng đời lắm. Ai biểu bạn chơi ăn gian chi? Mình không có ăn gian, là bạn nói mình mập trước chứ bộ. Thì bạn mập thiệt mà. Bạn cũng mập mà. Nhưng mình thắng bạn trước đó. Vậy thì thi thêm lần nữa đi, mình nhất định sẽ chạy thắng. Chạy thì chạy chứ. Con à, đứng lên đi, về nhà thôi. Má ơi, con tới liền.抬头望向天，怀内有使命之意，磨练永未完，一分一秒全为每种场面。回头望昨天，磨练与理想重叠。无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练，才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一颗信念。Một vụ tai nạn giao thông liên quan. Lần này cậu đúng là hoài hết sức rồi đó. Cả ra tin tức cũng quay trúng cậu đang cứu người. Đừng chọc tôi nữa mà sếp Sa. Xảy ra tai nạn, thân là nhân viên cảnh vụ không để khoanh tay đứng nhìn. Nói chứ sếp kêu tôi về đây có gì không? Cấp trên đã quyết định tiến cử cậu đi thi vào đội phi hổ rồi đó. Thật ra vào 2 tháng trước tôi cũng có ý định đi thi vào đội phi hổ rồi. Nhưng bây giờ tôi lại có một cách nghĩ khác. Sắp tới sẽ báo sếp biết sao. Thấy ghét thiệt, về nhà cũng không thèm báo một tiếng nữa. Baby à, con nhớ má lắm đó. Xin lỗi mà trước đó con có chút việc nên không thể bay qua đó thăm má được. Má đừng có giận con nha, con hôn lại ha, có chịu hay không? Được đó, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tin tức đã đăng hết trơn rồi. Con có sao không? Con không bị thương đó chứ? Tất nhiên là không sao rồi. Con là anh hùng kia mà. Có chuyện gì làm khó con được? Má cũng không hiểu sao con trai của má lại dính má như keo dán sắt vậy. Mau lên đi ra ngoài đi, giúp má dọn đồ ở trong vali ra nữa. Dọn mau lên đi, cơm nấu sắp xong rồi. À, làm gì có con trai lại đi giúp cho má dọn áo tắm kia chứ? Làm gì có con trai nào gọi má mình bằng baby chứ? Lúc con còn nhỏ má gọi con baby thì được. Sau khi con lớn lên rồi kêu lại má bằng baby không được à? Được rồi, baby ăn cơm được đi rồi. Sao không chơi thêm 2 ngày nữa rồi hãy về? Ơi, má nói, má thì nhớ con có tin không? Con tin đó, má nói gì con cũng đợi tin hết. Đợi đã, má có chuyện muốn hỏi con. Vậy má muốn hỏi về tiền đồ, về bản thân hay là hỏi nhân duyên về hả thí chủ? Má muốn hỏi con về chuyện trước khi má khởi hành. Không phải con nói cấp trên con muốn tiến cử con vào bộ phận gì đó sao? Bây giờ con đã biết được chưa? Đội lực lượng đặc biệt. Đội lực lượng đặc biệt? Hay là để sếp Chương giải thích rõ hơn về phạm vi phân bố của khu an ninh sân bay và nhiệm vụ của đội đặc cảnh sân bay nha. Khu vực sân bay được chia làm 24 khu vực, trong đó bao gồm 2 nhà ga cho khách di chuyển, 2 đường chạy nam và bắc, 28 đường bay, 9 đường đáp máy bay, 6 bãi giữ xe và tất cả cơ sở vật chất. Còn đội đặc cảnh sân bay chủ yếu phụ trách duy trì an ninh công cộng của sân bay và an toàn hàng không, chống khủng bố, cần bảo vệ và cả cần sự phối hợp chi viện.
Sếp Trương. Sao rồi, chân của cậu đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, làm vật lý trị liệu xong thấy đỡ nhiều lắm. Bác sĩ có nói khi nào mới hoàn toàn hồi phục không? Sắp khỏe hẳn rồi, tới lúc đó chạy còn nhanh hơn sếp. Nói cho cậu biết, tôi từ mẫu giáo tới giờ chạy đua là chưa từng thua qua đó. Sao hả? Làm gì ở đây có thấy quen hay không? Quen rồi, chỉ giao thức ăn xong dọn dẹp bàn, còn bao ăn hai bữa nữa, đã tốt lắm rồi. Vậy cậu tìm được anh họ của cậu chưa? Ảnh không có gọi cho tôi, tôi cũng không tìm được ảnh. Cậu không cần phải buồn như vậy đâu. Tìm không được người thì kiếm chút tiền trước. Lúc cậu kiếm đủ tiền rồi, còn chân thì cũng hoàn toàn hồi phục, làm gì cũng dễ hơn thôi. Cũng là nhờ sếp Trương hết đó, giới thiệu việc làm cho tôi. Có thứ này cho cậu nè. Có một trung tâm xã hội chuyên giúp đỡ những dân tộc thiểu số, mà còn được lên lớp nữa. Coi thử coi. Nhưng mà có cần tiền không? Cần tiền thì tôi đã không giới thiệu cho cậu rồi. Cảm ơn anh. Để tôi gửi qua cho. Tôi mới được lãnh lương nè. Cho anh đó. Cho tôi chi? Tôi thấy anh giúp đỡ cho tôi nhiều như vậy, còn mua điện thoại tặng cho tôi nữa. Tiền vô đi. Hả? Tôi là cảnh sát đó, không được thu bất cứ lợi lộc nào. Vậy thì cất vô lại đi. Nếu như cậu thật sự coi tôi là bạn thì đừng có lấy tiền đưa trước mặt tôi nữa. Cậu muốn trả ơn tôi thì nên cố gắng làm việc đi. Đừng có làm chuyện gì sai trái đó. Tôi không muốn chính tay tôi bắt cậu về sở đâu. Dạ rõ sếp Trương. Với lại đừng kêu tôi là sếp nữa, kêu tôi bằng Sơn là được rồi. Cậu kêu tôi bằng sếp nữa thì mọi người trên đường đều biết tôi là cảnh sát đó. Dạ rõ sếp Phô Trương. Lì thiệt chứ còn dám kêu nữa không? Không kêu nữa, không kêu nữa anh Sơn. Công phu của anh lợi hại như vậy, anh nên thi vào đội phi hổ mới đúng đó. Không hợp logic gì hết. Thân thủ tốt là phải thi vào đội phi hổ hay sao? Có thi cũng phải thi vào đội đặc cảnh sân bay. Giỏi thiệt nha. Alo. Con trai à, sở cảnh vụ cô gửi lá thư tới. Gần đây kinh doanh tốt hơn nhiều ha. Nếu có tốt hơn thì cô gọi qua bển phân phối đặt hàng nhiều hơn chút đi, để lấy chi khấu giảm được thêm nữa. Chúng ta lấy hàng của họ bao lâu nay chắc họ không dám từ chối đâu. Kinh doanh tốt hơn vậy là có hy vọng tăng lương rồi ha. Yên tâm đi, chị em tốt, tăng lương không thiếu phần của cô đâu. Ác ở chỗ bán bao nhiêu cũng không đủ đóng tiền thuê nhà nữa. Cô đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực được không? Tôi còn chưa lên tiếng thang, cô lo gì chứ? Không lo mới lạ đó. Chủ nhà nói sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà thì sẽ tăng 3% tiền nhà đó. Hả? Vậy tức là hết hy vọng tăng lương rồi. Mà có cắt giảm nhân viên không đó? Nè, hai người coi tôi là bà chủ vô lương tâm hay sao? Tôi có mắt nhìn mà, hai người làm công cho tôi bao nhiêu năm nay. Nếu không có hai người canh chừng tiệm thì tôi có thể chu du khắp nơi, vòng quanh thế giới được hay sao chứ? Vì vậy tôi đã bàn với chủ nhà kêu ổng tăng ít thôi, chắc ổng không từ chối đâu. Lỡ chủ nhà không chịu thì sao đây? Thì đó. Không chịu thì dẹp tiệm luôn. Con nuôi má. Ông thực sự định đóng cửa tiệm này thiệt á hả? Má còn có con nuôi, vậy hai dì đây thì sao? Nếu như hai dì chịu tiêu xài tiết kiệm một chút thì con cũng có thể nuôi luôn hai người, dì họ và dì họ lớn đây. Trai đẹp như con hai dì chưa thử qua có phải không? Thằng ranh này không biết lớn nhỏ gì hết nha. Con tưởng con là Đinh Hải Dần sao? Thì bởi, đừng có nghe nó nói bậy, con bớt nói giỡn đi. Nói chuyện này cho má nghe. Chuyện gì? Con được tuyển chọn rồi đó. Con nói thiệt sao? Giỏi thiệt nha. Con có lòng tin thi đậu không? Thi không đậu ba chữ này làm sao viết vậy? Má có thể dạy con được không? Nó thi đậu vào đội phi hổ hả? Khó thi vào lắm đó. Khó thi vào, ba chữ này làm sao viết được vậy? Có thể dạy con luôn hay không? Thằng Sơn thi vào đội đặc cảnh sân bay. Vậy còn được, con đẹp trai như vậy mà đội nón bịt kính uổng lắm đó. Chuyện con đẹp trai chị đừng có đồn xung quanh đó. Con thật sự sợ người khác ganh tị. Đi, con qua đi. Sao hả? Nè, con thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Có những thứ không cần phải theo sát tới vậy đâu. Con không đánh bại kẻ lợi hại nhất, sao có thể trở thành người lợi hại nhất kia chứ? Con muốn thi vào đó chính là muốn nói cho người đó biết, con Trương Cảnh Sơn cho dù nhờ bản thân cũng có thể có được ngày hôm nay. Được. Sư tỷ, tôi nhận ra cô đó, Mitty Yu phải không? Trước đó chúng ta có từng gặp nhau qua hay chưa? Nhìn quen mặt lắm đó. Chắc cô cũng có ấn tượng với tôi hả? Xin lỗi, tôi không quen anh. Ồ. Xin chào.
Xin chào sư huynh. Xin chào. Chào. Xin chào. Xin chào sư tỷ. À, xin chào. CID sân bay qua đội nào vậy? Tổ giao thông Tân Giới Nam. Xin chiếu cố thêm. Được thôi. Sư huynh còn anh? Đội em y Loan Tử. Wow, em y cũng tới thi. Cầu tiến thiệt nha. Sư huynh, anh ở trong đội nào vậy? Tổ trọng án Thâm Thủy Bộ. Ý, u đó toàn là thám tử thôi đó. Sư tỷ còn cô? BTU Tây Cửu. Lợi hại thiệt. Sư tỷ à, ở đây chỉ có chúng ta là con gái thôi. Chào cô. Chào cô. Xin chào sếp. Xin chào sếp. Xin chào sếp. Chào sếp. Xin chào sếp. Xin chào sếp. Chào sếp. Xin chào sếp. Xin chào sếp. Xin chào sếp. Tập hợp. Tập hợp cũng không biết sao. Bao nhiêu người giám khảo đứng đây chính là phụ trách đuổi mấy cô cậu về. Người phụ trách tuyển chọn lần này là cảnh sát trưởng của đội ASU chúng ta, sếp Chương. Anh Cử. Chính thức bắt đầu tuyển chọn. Bên trong mỗi hạng mục kiểm tra của các bạn, chúng tôi đều tính điểm cho các bạn. Căn cứ thành tích các bạn chia thành 3 cấp bậc A, B, C. Chỉ cần lấy được 18 điểm trở lên, mấy bạn mới có tư cách để tham gia ứng tuyển. Còn phút cuối cùng, động tác các bạn làm nhất định phải chính xác. Nếu như các bạn làm không chính xác, chúng tôi tuyệt đối không tính điểm cho các bạn. Mấy bạn làm bao nhiêu cũng vô ích thôi. Nè, mọi người có chuẩn bị sẵn không vậy? Thể lực như vậy mà cũng tới đăng ký. Cả trình độ của BYU cũng không bằng nữa. Trình độ lần này có vẻ không cao bằng năm ngoái. Bên này có mấy người có lẽ sẽ chọn được. Để coi sau cùng ra sao. Nè, anh không sao chứ? Vẫn chưa chết được. Nhưng lúc này bị sếp chửi tới xối xả luôn. Tôi hết hy vọng rồi. Không được thì đợi năm sau. Anh còn trẻ như vậy mà. Tôi không muốn đợi tới năm sau nữa. Không thể nóng lòng được. Tôi cũng đã thi 3 năm rồi. Động lực gì khiến tôi không dễ dàng bỏ cuộc chứ? Là kiên trì. Nghe sư huynh nói như vậy tức là chúng ta sẽ càng ngày càng vất vả hả? Vất vả là cái chắc. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể giống như tôi. Đừng bỏ cuộc. Tôi tham gia ứng tuyển nhiều năm rồi. Kinh nghiệm phong phú. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Anh Mập, kinh nghiệm thành công thì còn hỏi, chứ kinh nghiệm thất bại hỏi anh được cái gì kia chứ? Cái đồ tự cao. Liên quan tới cô hả? Miệng của anh đúng là thối thiệt. Hay là đi coi bác sĩ đi. Cha sư tỷ, cô quan tâm tôi đó hả? Cô không phải đã yêu tôi rồi đó chứ? Cái gì vậy? Ổ khóa mật mã WC. Của ai vậy? Đưa tôi coi. Lớn thứ ba, xa thứ bảy, cai thiên phá đại. Hình như đang gợi ý, giải được thì sẽ mở được. Lớn thứ ba là London phải không? Sai hết. Nó đang nói là nước lớn thứ ba của thế giới, tức là nước Mỹ đó. Thành phố có 7 chữ cái gộp lại là thành phố nào đây? New York. New York tới 7 chữ lận. Sư huynh à, anh nhìn vào ổ khóa trước đi, chỉ có 6 chỗ thôi. Cứ tích não cho mọi người thôi, tôi đâu có thích cho mấy trò con nít này. Đừng nhát gan, cho anh đi. Good evening, sir. Số 11, đứng qua đây. Sao nói chuyện với sếp mà không nhìn thẳng vào mặt sếp vậy? Thưa sếp, tôi không có. Chào lại một lần. Good evening, sir. Nhìn thẳng vào tôi mà chào. Good evening, sir. Đi đi. Những thí sinh năm nay mọi người thấy sao? Hey, ông chủ, năm nay chỉ có 20 người đăng ký, ít hơn nhiều so với năm ngoái đó. Nhưng hai cô gái trẻ đó thì ok.
thể lực và đấu trí không thua đám con trai đâu. Nhưng biểu hiện của phía nam năm nay không được tốt lắm. Có một người còn bị thi rớt 3 năm. Có một người bên phòng điều tra nhưng thể lực quá kém, loại bỏ luôn. Cô thì nghĩ như vậy, ngoài số 11 biểu hiện xuất sắc ra, còn lại đều không đáng kể. Số 11 tôi ấn tượng đó. Năm ngoái vụ tai nạn ngoài sân bay, nó cũng có hiện trường cứu người luôn. Chính xác. Nó có vài lần dũng cảm lắm, rất phấn đấu, rất thích thể hiện bản thân. Nếu số 11 này mà vô có thể so sánh với Đủ Đô rồi đó ông chủ. Chọn người không phải xem dũng cảm hay không, không phải xem họ là người gì nữa. Quá kiêu ngạo, quá tự tin. Cho dù vào đội cũng không hòa đồng với mọi người. Giỏi cỡ nào tôi cũng không nhận được. Người mới bây giờ rất khó được gì Đủ Đô đó. Đủ dũng cảm, thể lực và thái độ đều tốt. Nếu người mới đều bùng lửa thôi, tôi cũng nói là good. Xem ra Đủ Đô là gương mẫu của đám người mới này rồi. Trạm tiếp theo, sân bay. Trạm tiếp theo, sân bay. Ba à, để con giúp cho bà. Cảm ơn cậu nha, cậu thiệt là tốt đó. Bà đi khách sáo mà. Anh cảnh sát ơi, cho tôi xin hỏi, anh có biết khu nào có trạm taxi không? Đằng trước có thang tự động, cô đi xuống phòng khởi hành, rồi hướng theo phía sân bay nhanh, xuyên qua đường hẻm bên trái là tới rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cô xin lỗi nha, chúng tôi đang làm việc không thể chụp hình được đâu. Xin lỗi anh, cảm ơn nha, cảm ơn. Coi mấy cô gái kia kìa, nhìn thấy anh là chảy nước dãi rồi. Nghiêm túc một chút đi anh Y Sì à. Nghiêm túc lắm rồi, anh giống cổ thiên lạc vậy, không làm diễn viên thì phí quá. Vậy tôi cũng nghiêm túc nói với anh, ngoài ASU ra, tất cả những nghề nghiệp khác tôi đều không có hứng thú. Còn nữa, tôi không giống cổ thiên lạc một chút nào hết. Come on, hãy thả lỏng ra nào. Chúng tôi gọi anh là Đủ Đô, chứ đâu có kêu anh nghiêm túc đâu, có phải không? Phải tốt chút. Nè, sắp có người mới vào rồi, anh là đàn anh rồi đó. Làm việc đừng quá sức, quan trọng là đừng tranh giành tầm mắt với họ. Chả hiểu nổi anh. Lúc tập luyện thì không thương tiếc bản thân, ra ngoài thì cố gắng hết sức, nhưng lại không phải vì được thăng chức. Vậy anh muốn cái gì chứ? Quen mà, 11cm chỉ là giúp đỡ thôi. Thank you. 11cm, cái tên ngộ vậy. Sân bay Sun, ảnh là người Pháp. Anh ta vì visa có chút vấn đề nên thường xuyên ở sân bay. Con người của ảnh không có gì, chỉ là cái tên hơi khó kêu thôi, nên chúng tôi gọi hắn là 11cm. Nhà ga T1 quầy hàng không Cao Phi gặp sự cố, làm phiền các anh gần đó qua xem thử. Tôi là người tiêu dùng mà, tôi có yêu cầu cũng hợp lý thôi. Cô đang lãng phí thời gian của tôi đó, giờ là sao cô đây? Cô à, hay là mình qua bên đó thương lượng, nếu không sẽ làm ảnh hưởng người khác. Tôi đâu có ảnh hưởng tới ai đâu. Cô à, làm gì ảnh hưởng mọi người đó, bình tĩnh đi. Trời ơi, mọi người coi đi, ăn hiếp người già. Bình tĩnh đi, ăn hiếp người bình già. Bình tĩnh đi. Cô ta ăn hiếp người già kìa, không được. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Những cô này khiếu nại nói là không có chỗ ngồi gần cửa sổ, còn động tay động chân nữa. Cô à, có phải lúc nãy có người dùng tay đẩy cô không? Cô ăn nói cho cẩn thận đó. Hiểu lầm thôi mà. Nè, tôi hiểu lầm thôi. Tôi không có nói gì đâu. Cô ấy gây sự chứ. Ui da. Các vị, mấy cô hiện giờ có hai sự lựa chọn. Một, lập tức xin lỗi cô này ngay. Nếu các cô kiên trì không muốn nói thì cô này có quyền truy tố lại các cô đó. Đúng đó, xin lỗi. Dạ, xin mời các cô qua đây để tôi tiếp tục check in giùm cho nha. Chúng ta đi. Có mạnh dữ. Tôi đắc tội gì với anh sao? Anh nói thử xem. Tôi nói không có. Cũng biết là anh gặp chuyện rồi, sáng sớm kêu tôi ra chơi bóng rổ. Tại sao Trương Cảnh Sơn thi vào ASU không nói với tôi? Nói không nói có gì khác biệt đâu chứ. Nói sớm với anh sẽ dùng quyền của anh khiến cho nó không vào được thì sao? Anh không làm vậy đâu. Hay là anh muốn hẹn nó ra nói thẳng kêu nó đừng thi nữa? Nó mặc kệ anh mà. Với lại á, danh sách đã lọt vào tay của anh từ sớm rồi kìa mà, lý nào là anh không biết.
Tóm lại, hai người đều là anh em tốt của tôi. Anh thì ân trọng như núi, nó thì tình bạn kết nghĩa. Có câu nói tay trái đều là thịt, tay phải cũng là thịt, mất đi tay nào cũng không được đâu. Hai người tha cho tôi đi được không? Anh đang nói miệng lưỡi như vậy đừng làm đặc cảnh nữa. Tôi đưa anh qua phòng quan hệ công chúng làm MC đi. Ê, đừng vậy mà. Một ngày là người của anh, suốt đời này tôi cũng là người của anh mà. Như là sư tử chỉ thuộc về rừng, cá voi thuộc về biển, mãi mãi cũng không rời xa đâu. Được rồi, được rồi. Mấy lời ngọt ngào này để dành nói với bạn gái của anh đi. Tập luyện chút cũng được chứ. Nhưng mà nói thật nha, nó phải vào ASU, tôi không khống chế được. Nhưng mà dù là ai đã vào đây thì tôi sẽ công tư phân minh. Nếu như không đạt tiêu chuẩn thì không thể ở lại. Biết rồi ông chủ. Tình con về như vậy, có chuyện này bà với má của con cũng không giải quyết được đó. Được, bây giờ con về liền. Bye bye. À, Tình Tình. Tình Tình, má có nấu là hán quả cho con uống nè. Lát nữa con mới uống, đợi con thở cái đã. Vậy má để đây nha, lát con nhớ uống đó. Ba, chuyện gì? Con coi đi, má con đó làm cái tủ bị rớt một cái cửa ra. Đáng lẽ không có gì đâu, bà nói là bị hư, rồi sửa làm sao thành vậy luôn. Cái móc bị xúc ra thôi, ba bóp nó vào cho khớp lại, siết chặt con ốc vậy là được rồi. Ba kêu con về chắc không chỉ là việc này đâu, còn chuyện gì nữa không? Rồi móc tivi bị hư rồi, phải làm sao phải đây? Đó. Ba coi thử cục pin có phải bỏ ngược rồi không? Coi thử coi. Ê, đúng là ngược thiệt rồi, đúng là. Sao anh bất cẩn vậy trời? Ừ. Ba má à, sắp tới con bận lắm, con chưa chắc về ngủ được đâu. Hai người phải tự cẩn thận mới được đó. Tại sao vậy, con bận cái gì chứ? Con phải chuyển địa điểm sao? Ờ. Con sẽ thi vào đặc cảnh sân bay. Bây giờ đã vào sơ tuyển rồi. Sao bà không nghe con nói tới chuyện này? Thì đó, có cực lắm không con? Con chịu nổi hôm đó. Con định đậu rồi mới nói cho ba má biết. Con là con gái mà đi tập luyện như vậy thì da dẻ sẽ sần sùi, rồi khó quen bạn trai lắm đó con à. Không quen thì không quen thôi. Vậy con không lấy chồng sao? Con của mình lớn rồi, nó biết suy nghĩ mà ông. Không phải tôi á. Quan trọng á là nó làm việc vui vẻ, có hứng thú làm việc. Chuyện quen bạn trai sao mà gấp được chứ. Quan trọng phải kiếm từ từ. Má, tại sao lại có cái nút trong tô này vậy? Trời ơi, bà coi bà kìa, vụng về quá trời. Rớt cái nút hồi nào cũng không hay thiệt. Rớt từ cái áo nào vậy ta? Wow, Silver, sao lại ăn mấy thứ này vậy? Toàn là luộc sao? Tôi cần phải hấp thu nhiều protein đó mà. Cô muốn tập cho đô con sao? Bị kích động chuyện gì rồi hả? Không tập cho đô con một chút, sao chịu được huấn luyện của ASU chứ? Cô nói thật hả? Lần trước tôi tưởng cô nói giỡn thôi đó chứ. Cho dù cô qua được bước chọn lọc thì cô cũng phải trải qua 12 tuần huấn luyện địa ngục đó. Kiếp trước cô chưa từng chịu khổ qua hả? Tiềm năng của con người có thể vượt mức tưởng tượng mà. Tôi muốn biết được rằng là mình có thể đi tới đâu. Người ta thành công nhờ có cha. Nhà cô kinh doanh như vậy mà cô không làm. Cô thi vào cảnh sát thì thôi đi, còn đòi đi thi đặc cảnh sân bay nữa chứ. Vất vả như vậy cô cấu tạo bằng gì vậy? Hey, nói theo yếu tố hóa học, cấu tạo con người có 4 loại yếu tố. Oxy. Cô giỡn mặt đó hả? Chết rồi, cô giàu tới mức điên luôn rồi. Ê, anh xem chiếc điện thoại này. Bể như vậy mà cũng không thai nữa. Thật không phải là người mà. Bộ hai người đang khen tôi đó hả? Cảm ơn nha. Dù tôi là con nhà giàu thì sao chứ? Ai nói tôi không thể chọn con đường mà mình muốn đi? Vị khổng lưu của cô đâu? Vị hôn phu của cô mà chúng tôi chưa gặp mặt đó. Anh ta ủng hộ cô sao? Nếu mà tập thành đô con ra, nếu là tôi sợ thiệt đó. Dương Minh à, tôi có đô con hay không thì liên quan gì tới anh chứ? Mục tiêu của tôi bây giờ là thi vào đội ASU làm đặc cảnh. Không ai có thể cản trở tôi đâu. Bà Đam, đùi gà của cô đi. Ừ, cảm ơn chị. Ê,
Không phải không đó, vậy cũng đụng vào được sao? Đang coi gì đó? Ê, về rồi hả? Nè, đừng buồn vậy mà, tụi dân mạng mau quên lắm. Nói cái gì vậy chứ? Anh không coi đoạn phim sao? Tôi có gửi cho anh mà. Nè anh coi đi. Lượt xem phim này cao lắm đó. Tên cảnh sát đụng cột của anh nổi tiếng lắm rồi. Trời ơi, cậu đừng có cười nó nữa. Nó đã thê thảm lắm rồi. Ê, đông vào cột thôi mà, ai chưa từng bị qua chứ. Coi như là mình xui xẻo đi. Mấy người này vậy cũng tung lên mạng nữa, đê tiện quá. Anh đang lo là sếp lớn thấy được ảnh hưởng anh thi vào ASU đúng không? Cho dù cũng có đoạn phim này, tôi cũng nghĩ mình thất bại rồi. Một lần không được thì coi như tích lũy kinh nghiệm, lần sau chắc chắn được. Thì đó, anh làm được mà. Đợi chút xíu nha. Alo. Là tôi. Tôi thông qua chọn lọc lần một rồi. Hỏi đợi. Làm sao? Yes. Ông chủ. Kêu tôi xin xa được rồi. Cũng là một câu thôi. Mời ngồi. Được rồi. Sao rồi? Đã thông báo hết chưa? Thông báo hết rồi. Kể cả Ô Quán Thông cũng thông báo rồi. Anh thấy Ô Quán Thông được sao? Tôi không nhìn lầm người đâu. Nói thể lực hắn không tới, nó biểu hiện trong phòng điều tra không có gì xuất sắc hết. Còn để camera quay được, hắn đi tuần bị đụng vào cột nữa chứ. Bởi vì cậu ấy có một thứ mà người khác không có. Xong rồi. Làm sao mở được vậy? Sếp. Lấy ra tôi xem. Người ấy nói là lớn thứ ba xe thứ bảy khai tiên phá đại. Theo tôi nghĩ, ý lớn thứ ba là thứ ba trong hệ mặt trời là thiên dương tinh, là khoảng cách thứ bảy từ mặt trời. Thiên dương tinh tiếng Anh là Uranus. Trong thần thoại của Hy Lạp, thiên thần Uranus là thiên thần khai thiên phá đại. Ô Quán Thông thể lực tuy không phải là người tốt nhất, lòng tin cũng không nhiều, nhưng mà anh ta có một ưu điểm, đó là chuyển biến rất nhanh. Thì ra ổ khóa bằng mã này anh cố tình để vào đó. Yes. Chỉ là muốn coi có phát hiện bất ngờ gì không thôi. Cảm phục anh thiệt, là để anh nhắm trúng rồi. Thật ra ASU cần rất nhiều đội viên khác nhau. Tin tôi đi, tôi muốn cho anh ta một cơ hội. Sandwich trứng, trà sữa nóng tới rồi đây. Ê, ngon quá vậy, món yêu thích của tôi. Sao tốt bụng vậy? Sandwich nè. Cảm ơn nhiều nha. Không cần. Đang nghỉ phép còn về đây làm gì vậy? Hả? Cậu không cần chuẩn bị sao? Chuẩn bị gì chứ? Chuẩn bị tôi sắp vào được đội ASU hả? Chọn lọc vẫn chưa xong, cậu chắc cậu vào được sao? Làm người khiêm tốn một chút thì đúng. Vậy thì 99,9% là vào được đó. Xem bộ mặt chảnh của cậu kìa, coi chừng té đau đó. Đại ca, tôi theo anh lâu như vậy rồi, sao lại trù ẻo tôi kia chứ? May là không có tác dụng với tôi đó. Anh Đức à, mới hóng được tin. Người của tôi mới theo được bà mập bán hàng trắng đó. Chắc hôm nay sẽ có hành động. Mấy giờ, ở đâu? Cậu biết nhiều làm cái gì chứ. Cậu mau đi về để chuẩn bị đi. Vụ án này tôi theo dõi lâu lắm rồi. Anh cho tôi bắt nó luôn đi có được hay không? Tôi nói không được là không được. Cho tôi theo đi mà. Cậu nói nhiều nữa tôi trở mặt với cậu liền đó. Đi thôi. Anh em chú ý, sẽ có chuyện bất cứ lúc nào. Cảnh sát viên, Duy. Đứng lại. Duy. Cảnh sát, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Chú Yên, tôi đã nói cậu đừng đi theo rồi. Cậu coi lời nói của tôi như gió thổi bên tai sao? Thì chúng ta là cảnh sát mà, bắt cướp là trách nhiệm của chúng ta. À còn nữa, gái mập vừa rồi là đàn ông cũng mặc kệ. Sao không mập chút nào vậy hết? Gái mập là biệt danh thôi, từ đâu ra cái tên đó quan trọng hay sao? Tôi cũng không quan trọng lắm đâu. Hồi nãy lăn mấy vòng xuống cầu thang, cậu không thấy đau hả? Không thấy đau chút nào.
Tôi còn tưởng cậu bất bại nữa. Có sao không vậy? Đúng là có hơi đau. Là cậu thôi, vịn vai tôi mà đi. Tình dữ vậy. Được, cảm ơn. Ây da, lần nào gặp gái mập cũng có chuyện hết. La làng cái gì, mới xoa chưa có bóp mà. La sẵn cho đỡ đau đó mà. Anh la như là ma đè vậy. Lát gì đẹp vậy, tưởng là tôi làm gì anh nữa đâu. Anh nằm mơ đi, muốn làm gì tôi hả? Má qua Ma Cao rồi, hôm nay không có về đâu. Hả? Vậy tôi sẽ nhớ bả lắm đó. Cá viên mà chị đẹp làm á, ngon thiệt là ngon vậy. Nè, tôi cấm anh dùng cái giọng này để nói nhớ má của tôi đó nha. Tôi nhớ cá viên của bả thôi mà. Sao rồi, biết đau rồi hả? Biết đau hả? Biết rõ sắp phải thi tuyển, còn để cho bị thương. Tính năm sau mới thi lại hả? Gì hả? Tôi chưa biết sợ bao giờ đó. Tôi ở trỏng hơ, vượt trội lắm. Trật lưng, chuyện nhỏ thôi mà. Sao lại bị trật cái lưng? Sao không sẵn đụng cho sức cái mỏ luôn đi? Môi của anh cũng sức luôn á, thì tôi không cần phải nghe mấy câu chảnh chọe nổi da gà của anh. Nếu mà anh gặp tên cướp đó, chắc anh còn chạy nhanh hơn tôi nữa kìa. Nè, con người tôi biết tự mãn nguyện, không giống như ai đó khoác sĩ diện không chịu thua. Nè, người đó có nhắc tới tôi không vậy? Anh là hoàn hảo rồi, con sợ người ta làm khó anh nữa sao? Không nói thì thôi, tôi không có hứng nghe. Nè, cái người đó hả? Thật sự không có nói gì với anh hết, nhưng là một người bạn thân, tôi có vài câu muốn nói với anh nè. Nè, tôi nói thật, anh đừng để bị thương nữa. Vòng 2 thi tuyển sắp tới, những gì sắp thi sẽ dữ dội lắm đó. Mấy sếp ASU đó yêu cầu cao lắm, không nể mặt ai hết đâu. Anh thi không được thì chắc chắn sẽ không được. Có quen biết ai cũng vô ích, ok? Cũng không cần phải làm cái mặt nghiêm trọng như vậy đâu. Tư chất của anh cao như vậy, chỉ cần anh không bị thương thì không có chuyện gì nữa. Được rồi, cứ thử cửa quậy coi có được hay chưa. Hình như cũng đỡ hơn rồi đó. Đỡ hơn rồi, vậy biết điều đi. Làm gì? 68.5 độ. Cái gì mà 68.5 độ? Bọn mua chai rượu thuốc không cần phải trả tiền hả? Đã không thu tiền công của anh rồi còn muốn gì nữa? Đại ca, hai anh em với nhau, anh kỳ kèo 68.5 với nào, tôi hay anh sao? Anh em thì là anh em, nhưng tiền bạc phải đàng hoàng. Đây là nguyên tắc làm người của tôi mà, anh không biết anh sao? Anh bị khùng rồi hả? Khùng cái gì chứ? Lại đây, 68.5 đúng không? Tôi giúp anh xoa lại cho. Tôi không lấy nữa. Mặc dù mọi người đã qua được vòng 1, nhưng hãy khoan vui mừng đã. Bởi vì mọi người chỉ mới đạt yêu cầu cơ bản của chúng tôi. Những ngày thi tuyển sắp tới mới là thử thách chính thức. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sắp tới sẽ vô cùng cực khổ. Muốn trở thành một đặc cảnh, ngoại trừ thể chất, tôi còn cần trí khôn của mọi người. Cho nên vào cuộc thi tuyển sắp tới, bất cứ vòng nào không đạt, tôi sẽ loại thẳng tay. Hiểu rõ chưa? Yes sir. Vòng thứ 2 thi tuyển trong 4 ngày 3 đêm bây giờ bắt đầu. Mọi người sẽ được chia thành 6 nhóm, 6 người một nhóm. Chú ý. Đội A, 11. Yes sir. 25. Yes sir. 30. Yes sir. 36. Yes sir. 29. Yes sir. 44. Yes sir. Sếp, tôi không muốn chung nhóm với con gái. Anh nói cái gì hả? Không có quyền chọn, không tính có thể về ngay lập tức. Yes sir. Đội B, 22. Không phải tôi yes, không ưa cô. 13. Yes sir. Tôi chỉ không muốn bị cô liên lụy thôi. Yes sir. 19. Không cần nói nhiều. Yes sir. Để xem ai liên lụy 21. Ai. 21. Yes sir. Đội C, 35. Yes sir. Bây giờ 6 người một nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 4 loại vật phẩm, bao gồm vỏ xe, bình nước, dây thừng với lại trứng gà. Nhiệm vụ của mọi người là phải đem tất cả những thứ này từ chỗ khởi điểm đem ra đằng sau chỗ thùng màu cam. Chỉ cần giữa đường có bất cứ món nào rơi xuống đất, toàn bộ người trong nhóm quay trở lại nơi khởi điểm, bắt đầu lại từ đầu. Xem nhóm nào hoàn thành nhanh nhất. Bây giờ cho mọi người 3 phút để hội ý. Đi. Cũng như chúng ta đem hàng quả trứng này, cất hàng quả trứng gà vào đó, sống đi chạy. Để cho đó là 3 phút. Sao trứng gà để 2 thùng nước anh em ơi. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Đành chịu thôi. Vậy đi, tôi cho con, mình tôi xách 2 thùng nước. Còn lại mọi người coi nên làm sao. Hả? Làm việc đồng đội mà. Thì đó không có hay cho lắm. Hay là gì đi, mình cột cái dây thừng trên vỏ xe, giống như là cái võng vậy. Cho 2 bình nước lên, thì con trai tụi mình chắc đủ sức xách đó. Hôm đó số 22 à, để tôi giúp anh. Cô cầm 2 quả trứng đi. Tôi giúp cục dây thừng cũng được. Ừ. Chút nữa 36, 29, 44 phụ trách khiêng vỏ xe. Anh sợ như vậy thì cầm dây thừng với 2 quả trứng gà đi đi. Khi nước nặng nhọc như vậy cứ để tôi phụ trách cho. Còn phận làm con gái thì cứ chạy tới đích là được rồi. Tôi không đồng ý.
Đề nghị này của anh hoàn toàn không có tinh thần đồng đội. Tôi cảm thấy chúng ta có thể dùng dây thừng cột hai bình nước, sau đó cột vào vỏ xe, bỏ hai quả trứng vào đó, sáu người cùng nhau khiêng, vậy mới có tinh thần đồng đội. Vậy là chậm rồi. Thôi đừng cãi nữa, ai đồng ý cách của 25, chúng ta biểu quyết. Tôi thích giúp đỡ người yếu đuối lắm. Chim em, anh cảm thấy nhóm nào sẽ thắng đi? Có thể là nhóm số 25 này. Tôi cảm thấy là nhóm số 22. Một ly trà sữa nha. Ông chủ rõ ràng muốn mời tôi uống rồi. Hết giờ, sẵn sàng, sẵn sàng, đi. Hai đứa mình đoán không thắng rồi. Tôi đã nói dùng cách của tôi rồi mà. Người ta thắng rồi kìa. Trà nóng có được không? Cảm ơn. Sư huynh đang nãy anh nói tụi này biết là mình thi xong rồi đi. Còn lâu mới xong đó. Ngoại trừ thể chất ra, còn phải thi tinh thần đồng đội nữa, với vận dụng chiến thuật. Quan trọng nhất là xem mình có tố chất tâm lý siêu mạnh hay không, năng lực ứng biến, với lại có thể đối kháng áp lực được hay không. Nghe có vẻ khó quá. Đúng đó, sếp huấn luyện còn xem chúng ta dưới tình huống ác nghiệt có nâng cao được quyết tâm của bản thân hay không, dưới tình hình bất lợi có giữ được ý chí chiến đấu hay không. Không có dễ đâu. Mọi người chú ý nghe rõ. Chút nữa mỗi nhóm sẽ được phát cho coi một tấm hình. Mọi người có thời gian 2 giây để nhớ mặt từng người trong hình. Sau đó mọi người sẽ phải làm 3 bài huấn luyện thể chất. Sau khi làm xong, chúng tôi sẽ phát cho mọi người tấm hình có in 20 gương mặt. Trong vòng 30 giây, mọi người phải khoanh tròn 4 người hồi nãy được thấy. Nếu như lúc đó mọi người không thể nhận diện được, chúng tôi sẽ đưa ra trừng phạt. Sai. 1, 2, 3, 4. Không, 1, 2, 3, 4. Tôi chắc chắn tôi đúng. Tôi chắc chắn cô nhớ nhầm. Còn có 20 giây thôi, đừng có cãi nữa. Vậy chọn đi. Hình như là người này. Hình như là người này. Không phải, không phải. Hình như là người này nè. Vậy tức là ai hả? Đúng rồi, là người này. Sau khi thi xong, mọi người sẽ đấm bốc. Trước khi đấm bốc, mọi người phải nhớ một dãy mật mã. Trong lúc đấm bốc, chúng tôi sẽ hỏi mật mã là gì. Sẵn sàng, đi. Ra sức một chút đi. Mạnh tay lên. 11 mật mã. JN 84 sếp. 25 mật mã. A2G31 sếp. Tốc độ nhanh lên. 22 mật mã. O6G6M sếp. Sai. Ra ngoài hết đất. Số 30. Mật mã là cái gì? UX5IO sếp. Sai. Ra ngoài hết đất. Yes sir. Anh làm gì vậy? Cô làm gì hết? Tập luyện xong xoa rượu thuốc thôi. Chuyện bình thường thôi mà, vậy cũng hỏi. Anh muốn tôi nói với mấy sếp là đổi người, hay là anh tự rút lui? Rút lui gì chứ? Anh bị gì thì tự anh hiểu rõ mà. Hai người đừng có gây nữa. Ngủ sai cũng bị làm cho thức luôn. Xin lỗi nha. Tất cả thức dậy. Trong vòng 1 phút, tập hợp tại sân. Chuẩn bị chạy núi. Ai tới trễ bị loại.
Yes sir. Yes sir. Đi. Yes sir. Yes, sir. Nhảy lên. Hiện giờ ở trên núi, chúng tôi có bố trí người nộm ở đó. Chút nữa, mọi người tự chọn đồng đội, hai người một nhóm. Sau đó, từ chỗ này bao chống chạy lên núi, tiến hành nộm trở xuống dưới đây. Thời hạn là 90 phút. Nếu nhóm nào không hoàn thành trong thời gian quy định, loại ngay lập tức. Hiểu rõ chưa? Yes sir. Bây giờ bắt đầu tìm đồng đội của mình. Quá. Chọn xong chưa? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Đi. Trời cơn rồi. Có sao không? Mặc kệ tôi, mau đi đi. Tôi không bỏ mặc anh ở lại đây được. Nè, mình cùng khiêng. Thôi để tôi làm cho. Còn muốn tự khiêng nữa không? Lại đi. Tôi dìu anh. Một, hai, ba cùng kéo mới được. Ôi thầu mong thân thi, ngoài nói giấu si mình chi gì. Mò liên vĩnh mây huyền, nhất phân nhất nhiều, chuyển quay mũi trống trường đi. Ôi thầu mong giọt thi,磨练与理想重叠，无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练，才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。